trông đợi tuần thứ tư. Nguyện ánh sáng của Chúa Giêsu sẽ đến tỏa sáng trong đêm tối và con đường cứu rỗi của Ngài. Thưa quý ông bà, chị em, như vậy là tuần lễ thứ tư chúng ta đã bắt đầu vào ánh lễ thứ tư, dấu hiệu của 400 năm. Nhưng mà
mặt cô. Mỗi lần anh lên tiếng thì còn nghe còn chán hơn là không nghe anh nói. Anh rất là mắc cỡ. Cuối cùng người phụ nữ này suy nghĩ và quyết định, như vậy giữa tình cảm mà để cho đi đến hôn nhân đó, là phải sinh sôi nảy nở. Mà bây giờ anh đó anh không nói được nhiều mà anh mắc cỡ nữa, thôi như vậy người mình là nữ mình chủ động. Mình mỗi lần gặp ảnh là mình phải là người chủ động, mình phải lên tiếng trước trong cuộc đối thoại. Thì có một cuộc đối thoại như thế này: anh Tex ơi, anh có nghĩ rằng anh nhìn vào mắt em, nghĩ là mắt em long lanh lấp lánh như sao trên trời hay không? Thì cái anh này nói đúng vậy. Cổ hỏi tiếp, cổ chủ động mà. Anh ơi, anh nhìn vào răng em có phải như những hạt châu không? Đúng vậy. Thì cô này cô hỏi tiếp, anh có nghĩ rằng nước da của em đẹp giống như cánh hoa hồng hay không? Đúng vậy. Và anh ơi, anh có nghĩ là mái tóc của em óng ánh như lụa vàng trong ánh trăng hay không? Đối với vị anh chàng thì trả lời sao? Đúng vậy nữa. Tôi biết bà chị em cô này mới nói, này anh ơi, anh còn có điều câu nói nào tốt đẹp hơn hai câu đúng vậy không anh? Tôi biết bà chị em, có thể tôi nói rằng Giáng sinh có những điều tốt đẹp đến từ chúng ta. Giáng sinh có những điều tốt đẹp ban cho chúng ta. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta tin Chúa, có lẽ chúng ta sẽ nghe vị mục sư hay là bạn hữu của mình, thân hữu của mình, giống như anh Tex nói, Giáng sinh Chúa ban cho điều tốt đẹp, Giáng sinh là tốt cho quý vị, giống như hai chữ đúng vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và không có điều gì mới hơn và đến nỗi nghe để mà cho có sự gần gũi. Đôi lúc Giáng sinh rồi sẽ qua đi, tại vì sao giống năm ngoái quá đó, rồi sang năm tôi cũng biết là cũng giống năm nay, và như vậy là giống hai chữ đúng vậy, và mình cứ đúng vậy. Thì sáng hôm nay cậy ơn Chúa, chúng ta sẽ đi xem Giáng sinh ý nghĩa nó hơn hai chữ đúng vậy. Như là cái người bạn gái của Tex này đòi hỏi, có điều gì tốt đẹp hơn hai chữ đúng vậy hay không? Cô biết mà chị em, sáng nay chúng ta tuần lễ thứ tư của mùa vọng, chúng ta đang nói về sự bình yên hay là sự bình an của Giáng sinh. Tôi sẽ nói đến ba điều. Xin anh Thảo bấm cho. Bình an trong tấm lòng. Thứ nhất là bình an trong tấm lòng. Mấy tuần lễ nay tôi không có để phía sau để cho quý vị ghi bài giảng, thì mình chịu khó ghi chép phần khác. Ở trong đây tôi nghĩ các gia đình trẻ đều có xem cái phim Home Alone. Home Alone đã lâu rồi, cách đây mười mấy hai mươi năm, về một đứa nhỏ nó nghịch quá, hoặc gia đình đi chơi hoặc là đi đâu ưa bỏ nó ở nhà một mình, và nó có đủ chuyện hết. Cuộc phim nó đạo diễn nó suy nghĩ ra hàng nhiều chuyện. Cái cậu bé là tên là Kevin, thì có một bộ phim Home Alone kể anh chàng là hôm đó là mùa đông, thì cả nhà chuẩn bị đi nghỉ đông ở bên Âu Châu. Thì đương nhiên là cả nhà là kể luôn cậu bé, mà không biết cái ngày mà dọn tại nhà đông quá, lên xe rồi vô máy bay thiếu cậu ở nhà một mình. Và khi cậu ở nhà một mình như vậy đó, vào đêm Giáng sinh, thì cậu bé Kevin này, anh cho một tấm hình đó, cậu bé Kevin này là một hình trong phim, cậu
bé Kevin này nó bắt đầu thấy buồn và đơn độc. Nên cậu bé tự đi nhà thờ, đêm Giáng sinh tự đi nhà thờ. Và ở nhà thờ, Kevin gặp được một người đàn ông đứng tuổi ở trong phim ảnh đó, cũng đang buồn rầu vì chuyện gia đình. Và trong câu chuyện, cậu bé này cảm thấy có lỗi về những điều cậu làm không đúng cho gia đình. Và lúc đó cậu nhớ gia đình kinh khủng. Người đàn ông trong phim nói rằng, nhưng con đang ở trong nhà thờ giờ này, và đây là nơi con có thể đến mỗi khi con cảm thấy con người của con không được. Trong phim rất là vui, nhưng mà người đàn ông đã nói với cậu bé, cứ đến nhà thờ khi mình cảm nhận rằng mình không bình yên trong lòng. Chúa hỏi thánh người đàn ông lớn tuổi này nói như vậy có đúng không quý vị? Hỏi thánh tồn tại cho đến ngày hôm nay bởi vì chúng ta có Giáng sinh, bởi vì chúng ta có phục sinh. Bây giờ mình đang nói về Giáng sinh, hỏi thánh Chúa hôm nay vẫn còn tồn tại bởi vì có câu chuyện Giáng sinh. Vì sao? Có nghĩa là sự bình yên của Chúa họ thánh đều có mỗi khi chúng ta cần đến sự an ủi. Quý vị nhớ trong sách Matthew có nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta cho các ngươi được an nghỉ. Nghĩa là sự bình yên mỗi khi chúng ta cần Chúa tha thứ. Nghĩa là chúng ta sẽ có sự bình yên khi mỗi lần chúng ta có một bắt đầu mới. Nghĩa là chúng ta có sự bình yên khi mỗi lần tâm hồn chúng ta bị rạn nứt. Thật vậy, Giáng sinh đến để khỏa lấp những lỗ hổng của tâm lòng của chúng ta. Cho nên bấy lâu nay chúng ta nghe Giáng sinh giống như anh Thác Mãn nói đúng vậy. Nhưng hôm nay chúng ta cùng nhau tìm những điều tốt đẹp hơn, mới hơn mà chúng ta chỉ nghe Giáng sinh không. Nên thưa quý bà chị em, Giáng sinh đến không phải là những món quà, không phải là những cái chậu hoa Bonsetra này, nhưng là sự bình yên thưa quý bà chị em. Một ngày kia gặp đến ngày Giáng sinh, có một em bé đi trong hành lang của một nhà thờ. Trên tay em cầm một cái khay bằng sành mà em vừa làm xong trong cái lớp trường chủ nhật, giống như các em thiếu nhi chúng ta đang ở các lớp bên kia đó, thì các thầy cô cho làm thủ công. Và mỗi em làm một cái thủ công, đó là cái món quà mà Giáng sinh của các em để tặng cho cha mẹ mình. Thì có một em đang cầm cái khay, trong đó em đang làm cái khay bằng sành, và em giữ chùa để tặng mẹ em. Em đang đi trong mấy hành lang như vậy, em rất là vui tại vì suốt 4 tuần lễ mùa bọc, các thầy cô đã giúp em làm một cái món quà như vậy để tặng mẹ. Em vui lắm và thích lắm. Trong lúc em cầm cái món quà, em chạy trong hành lang để đi tìm mẹ như vậy đó, để khoe với mẹ, thì vô tình em bị vấp ngã và té xuống đất. Món quà bằng sành của em, điều gì xảy ra đối với ông bà chị em? Chắc chắn mẹ bể ra từng mảnh. Anh Thảo có tấm hình, anh Thảo vỡ ra từng mảnh. Em thất vọng. Và những cậu bé, em bé như vậy đó thì khóc. Món quà bể rồi, cái gì tặng mẹ nữa? Khóc. Chắc chắn là em khổ sở lắm. Thì các thầy cô và những người trong nhà thờ thấy như vậy đó thì chạy đến an ủi, dỗ dành em. Và tôi tin chắc điều này mà có em nào xảy ra thì các ông bà cô chú ở đây cũng sẽ làm chuyện đó, chạy đến để an ủi, dỗ dành em. Và có người thì nói, con ơi, chỉ là một cái khay thôi.
tăng giá bao nhiêu đâu con, con không có mất nhiều đâu, hoặc là con có thể làm lại cái khác cho mẹ con, hoặc là đâu có gì đâu con, hãy bỏ nó đi, bỏ cái bể nó đi, con có thể tặng mẹ con cái bậc khác. Đừng khóc và đừng lo nữa nha con. Thưa quý ông bà chị em, đó là những cái câu nói an ủi mà người lớn ai cũng sẽ đến an ủi em như vậy. Nhưng tất cả những lời an ủi đó đều không giúp em bớt buồn và bớt khóc. Không cách nào an ủi được em, thì cuối cùng mẹ em xuất hiện. Bà nhận ra sự việc xảy ra như vậy, bà quỳ xuống bên cạnh đứa con mình đang khóc ngất vì món quà bị bể. Vì món quà đã vỡ rồi thì làm sao mà tặng mẹ được. Đứa cậu bé trai nghĩ như vậy, bà đã ôm con mình vào lòng thật chặt và nói là: con ơi, mẹ nghĩ rằng mình có thể sửa được mà. Nào, mẹ và con hãy lượm những mảnh bể đó rồi đem về nhà, rồi hai mẹ con mình sẽ gắn lại với nhau nha. Điều gì xảy ra thưa quý bà chị em? Cậu bé trai ôm mẹ và mỉm cười. Thưa Hòa Thánh, có phải câu chuyện của em bé trai này chính là sứ điệp của mùa Giáng sinh hay không? Thế giới chung quanh cho chúng ta đang đổ vỡ ra từng mảnh, từ đạo đức cho đến tinh thần. Đại đa số con người chúng ta đang ở trong, bị lôi cuốn trong từng mảnh đó. Và Chúa đã đến. Chúa đã đến bên cạnh chúng ta. Chúa quỳ gối ngồi bên cạnh chúng ta. Và Chúa đang ôm chúng ta và nói rằng: này con ơi, ta đã sửa đi những đau khổ của con rồi. Con ơi, hãy để cho ta giúp con lượm lại những mảnh mở tan của cuộc đời của con. Và ta và con sẽ cùng vá nó lại. Tại sao có chuyện Emmanuel? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa và chúng ta sẽ cùng vá lại những mảnh vỡ. Không còn điều gì ý nghĩa bằng là sự bình an trong mùa Giáng sinh khi Chúa cùng với chúng ta vá lại những đau khổ. Thưa quý bà chị em, tôi mong rằng mùa bầu năm nay tuần thứ tư, sứ điệp của Chúa không có phải đúng vậy nữa, mà những điều tốt đẹp. Chúa đang cùng với chúng ta vá lại những cái nạn đức trong tấm lòng, tâm hồn của từng người. Câu hỏi đặt ra Chúa hỏi: các con đã sẵn sàng chưa để cùng với ta vá lại những đau khổ? Chúng quý bà chị em, điều thứ hai trong ý nghĩa sự bình an là bình an với người khác. Sau khi chúng ta bình an trong tấm lòng, thì bây giờ điều thứ hai trong đời sống thường nhật của chúng ta, nếu chúng ta bị ức hiếp, buồn bực, thì thông thường chúng ta làm gì? Khi chúng ta bị ức hiếp, buồn bực và bị những điều mà không tốt xảy đến trong cuộc đời chúng ta, trong sở làm, trong việc học, trong gia đình, thậm chí trong hội thánh, thì chúng ta thông thường thì con người chúng ta làm gì thưa quý ông bà chị em? Chúng ta sẽ mất ăn mất ngủ nhiều đêm lắm. Hãy thưa quý ông bà chị em, chúng ta sẽ bỏ nhiều ngày nhức đầu, nhiều đêm không ngủ vì những tức tối bực bội đó.
pháp tính toán trả đũa rồi. Chúng ta đòi hỏi rất nhiều giận dữ, tự kiêu, tự ái, không cúi đầu, không cảm ơn, không bằng lòng để mà làm những sự hòa giải hoặc là tha thứ. Có phải đây là thảm cảnh của tôi và quý vị, hay nói đúng hơn thảm cảnh của thế gian? Thật sự, khi chúng ta nghĩ đến chuyện giận dữ hay là nghĩ đến chuyện trả đũa, chỉ làm cho chúng ta đau bao tử là chuyện đầu tiên. Bạo động thì chỉ làm cho thêm bạo động. Ganh ghét là thuốc độc của tâm hồn, là những vi trùng của tâm linh của chúng ta. Cùng với là quý bà chị em, cho nên Giáng sinh đến, nghĩa là Chúa Giêsu đến, là nhịp cầu của sự bình yên. Anh chụp tấm hình anh thờ. Đây là một cầu thủ baseball nổi tiếng của nước Mỹ. Một ngày nọ, anh đi đến một nơi khác thi đấu và anh mua một khách sạn, anh mướn phòng. Người thư ký của khách sạn đó từ chối vì khách sạn không còn phòng nữa. Lúc ấy thì ông manager của khách sạn chợt đi qua và nhận ra, ô, đây là cầu thủ nổi tiếng của nước Mỹ, một cầu thủ nổi tiếng của baseball. Thì cái người manager này chạy tới và nói với anh cầu thủ Aaron này. Người manager đã nói như thế này: xin ông đợi tôi nói một chuyện thư ký. Cô không biết người đàn ông đó là ai hả? Ông ta là một cầu thủ nổi tiếng baseball của nước Mỹ ở đội Atlanta Braves. Ông đã phá kỷ lục của tất cả những cầu thủ trước đây. Và người manager quay qua ông, cầu thủ nói là thành thật xin lỗi ông. Và người thư ký nghe vậy nói: dĩ nhiên tôi sẽ tìm phòng cho ông. Tại sao ông không nói với tôi ông là ai sớm? Thì người cầu thủ này có trả lời: thưa cô, mọi người đều như nhau. Thú mà chị em, câu chuyện này cũng là một trong những ý nghĩa của mùa Giáng sinh. Mọi người đều như nhau. Nghĩa là Chúa Giêsu đến vì mọi người như nhau, chứ không phải Chúa Giêsu đến vì một nhóm thiểu số nào đó rất nổi tiếng, hay là Chúa Giêsu đến chỉ có một số người nào đang lãnh đạo, hay là Chúa Giêsu đến chỉ với những người nào rất là giỏi giang. Không có sự khác biệt khi sự bình yên của Chúa đến cho từng người. Và từ đó chúng mong rằng hoàng tử của bình yên đó, mong rằng chúng ta đối xử với nhau cũng như vậy, bằng cả một sự yêu thương và kính trọng. Đừng đối xử với nhau bằng sự vô công, đừng đối xử với nhau bằng sự ganh ghét, mà hãy giống như Chúa Giáng sinh đến hay là Chúa Giêsu đến, chúng ban sự bình yên không phân biệt ai cả. Cho nên quý bà chị em, xin quý vị nhớ cho, nếu tôi và quý vị có làm người khác khó chịu, quẫn ức, thì đừng để cay đắng tiếp tục tồn tại. Hãy cùng nhau lượm lại những mảnh vỡ của sự quan hệ, cùng sửa chữa cho ngày hôm nay. Hãy cùng nhau đứng dậy, Chúa sẽ giúp đỡ tôi và quý vị đi làm.
làm chịu hòa bình của ngày hôm nay. Và điều thứ ba cũng gửi đến quý ông bà chị em, tuần lễ bình an, ý nghĩa bình an đối với Chúa. Anh có một tấm hình quen thuộc hả? Ai chưa biết thiệp Giáng sinh thì nên biết ngay. Bây giờ bưu điện xếp hàng dài lắm, và hàng triệu triệu lá thư mỗi ngày được gửi ra khắp mọi nơi. Thì có một câu chuyện xảy ra tại bưu điện, còn hai ngày nữa là Giáng sinh. Có nhiều người xếp hàng để mà gửi quà, gửi thiệp Giáng sinh. Thì trong cái hàng xếp hàng đó có hai người phụ nữ với ba người con gái nhỏ đứng chờ lâu lắm rồi để mà đến phiên mình gặp nhân viên bưu điện. Thì người phụ nữ gặp được nhân viên bưu điện và hỏi là cô có thể gửi thùng đồ này đến Phoenix, Arizona vào ngày mai được không? Nhân viên trả lời, thưa bà được chứ, nhưng phải tốn nhiều tiền. Người phụ nữ hỏi như vậy thì người bưu điện mới nói là 47 đồng 40 sen. Người phụ nữ nói là dữ vậy, nhưng dù sao tôi cũng phải gửi đi, đây là món quà tặng cho cha tôi, thùng quà cần đến Phoenix trước ngày Giáng sinh, bởi vì ngày Giáng sinh cũng là ngày sinh nhật của cha tôi. Người nhân viên mới nói, thưa bà, đó là giá cả của bưu điện 47 đồng 40 sen. Tôi thật vui vì không cần biết ai sinh ra ngày đó cả. Ngày Giáng sinh không cần biết cha và có sinh ra ngày đó hay không. Nhưng bây giờ là 47 đồng 40 sen, bà gửi không? Tôi không cần biết ai sinh ra ngày Christmas hết. Giờ 47 đồng 40 sen. Thì ngay trong lúc đó, vài người đứng trong cái hàng dài đó nghe được như vậy mới nói lớn là tôi thì khác, tôi rất vui thì tôi biết được cái ngày Christmas ai sinh ra. Tôi với bà chị em, tôi xin hỏi Hội Thánh, quý vị có biết ai sinh trong ngày Giáng sinh không? Này hỏi xem thì bảo đảm. Xem đi là hỏi xem thì bảo đảm. Tôi với bà chị em, thật sự chúng ta biết là ai sinh có trong ngày Giáng sinh, và chúng ta cũng biết ai là đã cứu chúng ta và đã ban cho chúng ta sự bình yên. Mình biết, không phải giống cái cô nhân viên của điện đó, mình biết. Và mình có bằng lòng đón nhận Chúa trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta có được sự bình yên hay không? Hay mấy lâu nay chúng ta vẫn để Chúa bên cạnh hoặc là ở đâu đó? Tôi quý ông bà chị em, Chúa đã thật sự sinh ra trong tấm lòng chúng ta. Nhưng mà bây giờ câu hỏi Chúa hỏi, Chúa đã thật sự sinh ra trong tấm lòng của quý vị chưa? Trong thánh ca bài Thiên Thần Hòa Ca có những lời như thế này: hỡi gió rét trời bến đây em, hỡi lúa biếc và hỡi mây êm, hỡi cả thế giới đau thương triền miên, còn xây dưới trời mờ sương đêm, hãy thức giấc đón vua bình an. Thưa quý bà chị em, nếu chúng ta đã đủ bao nhiêu năm tháng rồi thì hôm nay thức giấc để đón vua bình an. Tôi tin chắc rằng năm nay chúng ta sẽ không có điệp khúc Giáng sinh đến trang hoàng hòa cám rồi thôi, nhưng mà năm nay chúng ta có cái mới hơn, không phải đúng vậy nữa, là bình an của sự Giáng sinh. Xin thân mời tất cả quý bà chị em. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa. Thật sự sứ điệp của Ngài trong Giáng sinh đôi lúc chúng con bỏ quên, hoặc là chúng con không nắm vững được. Nhưng qua sứ điệp sáng nay, Chúa nhắc nhở chúng con có sự bình an. Chúa đến đem sự bình an trong tấm lòng chúng con. Và xin Chúa hãy giúp cho chúng con cũng trang trải sự bình an đó đến cho tất cả anh chị em chúng con.
và cũng như chúng con sẽ có sự bình an trong tấm lòng, và chúng con có Chúa bình an ngự trị trong tấm lòng gia đình và chúng con. Xin Chúa bình an luôn ở cùng và ở thánh chúng con, quý ông bà chị em trong những ngày sắp tới. Chúng con cùng nhau cầu nguyện nhân danh Chúa.